Gia đình anh Phạm Văn Lợi ở xóm Đồng Trung là một trong những hộ có thâm niên nhiều năm với nghề chăn ong vắt mật. Để theo đuổi được nghề này, trước đây anh đã cất công học hỏi kinh nghiệm của những người trong nghề và tham khảo kiến thức qua sách báo, tài liệu. Nếu như cách đây 12 năm anh mới nuôi thí điểm 2 tổ, thì nay đã nhân lên 100 tổ. Cùng với đó, toàn bộ diện tích vườn nhà anh trồng trên 100 cây nhãn lồng, vải thiều để vừa có thêm thu nhập và cũng là nguồn nguyên liệu để ăn cho mật. Nhờ có kinh nghiệm cộng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, mỗi năm đàn ong của gia đình anh cho sản lượng mật gần 500 lít, với giá bán hiện nay từ 270 đến 300 nghìn đồng trên lít, thu lãi cả 100 triệu đồng. Muốn ong phát triển khỏe là về cái mùa mùa đông là mình thăm kiểm tra ong thường xuyên, một tuần là phải kiểm tra một lần. Khi mà phát hiện thấy ong bệnh là mình phải xử lý, và ong thì có cái bệnh nguy nhất là bệnh thổ ấu trùng. Khi mình phát hiện thì mình phải xử lý kịp thời để sáng mùa xuân phát triển. Thì bắt đầu bước sang mùa xuân thì mình phải thay con chuột mới, con chuột khỏe, chuột trẻ để cho ong sinh sản nhanh. Theo kinh nghiệm của bà con, đặc thù của loài ong là tự nhân đàn, bởi ong sinh sản rất nhanh, 2 đến 3 tháng là có một số lượng ong thợ khá lớn. Mùa xuân tiết trời ấm áp, có nhiều loài hoa là vụ mật chính trong năm. Thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch. Thời gian còn lại do lượng hoa ít nên lượng mật sản xuất ra chỉ đủ cho việc nuôi dưỡng ong. Nếu chăm sóc tốt, sau một năm, một đàn có thể tách ra thành 5 đến 6 đàn. Nuôi ong, công sức và thời gian chỉ bằng nửa làm ruộng và ít hao phí sức lực, nhưng lại đòi hỏi người nuôi phải có sự khéo léo, cần mẫn. Hiện nay, ở xã Đồng Thành đã có trên 1.000 tổ ong lấy mật với 150 hộ tham gia, tập trung nhiều nhất ở 8 xóm vùng đồi. Đặc biệt về cái hình thức chăn nuôi ong này thì nói chung là về thứ nhất là về cái đảm bảo cái môi trường, còn trong sạch con ong còn bị ở được. Thứ hai là về cái thu nhập, về con ong nó không mất cái chất bột, mà không mất cả cái loại ní khác, chẳng qua đầu tư về cái vấn đề như là khâu kỹ thuật. Sau khâu kỹ thuật rồi thì mình nói chung là đầu tư vào cái thời gian ít nhiều khi nữa thì có cái thu nhập cao so với các cái loại hình thức khác, như những chăn nuôi con gà, con lợn, con trâu, con bò là không bằng con ong được. Là vùng đồi bán sơn địa có nhiều tiềm năng lợi thế với 1.731 hectare đất rừng và vườn rừng, Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Thành đã xem nghề nuôi ong lấy mật là một trong những nghề phát triển bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nông dân. Được sự giúp đỡ của Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật Miền Tây và Công ty Ong Nghệ An, năm 2013, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nuôi ong mật với 100 hội viên nông dân tham gia. Nhà đấy là có 12 chi hội nông dân, tức là đều trên 12 xóm, nhưng mà trong đó có 4 xóm nó nằm ở khu vực đồng ruộng, thì anh em chúng tôi không tập trung phát huy ở đó, mà chủ yếu tập trung cho 8 xóm là bám theo cái sườn đồi. Thì sau khi mà thấy có cái hiệu quả của là phát triển về nghề ong chăn nuôi ong mật, anh em chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban và cũng tìm nguồn vốn để hỗ trợ cho những hộ gia đình mà phát triển mạnh đang còn hạn chế về mặt kinh tế. Nghề nuôi ong mật ở xã Đồng Thành đã và đang mở ra một hướng làm giàu bền vững cho nhiều hộ dân. Song để các hộ nuôi ong mạnh dạn đầu tư, nhân rộng mô hình, các ngành chức năng cần có sự quan tâm cũng như áp dụng chính sách hỗ trợ phù hợp để tiến tới xã thành lập hội nuôi ong mật, là tiền đề quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cộng đồng.